7 loài động vật kỳ lạ có khả năng nhìn thấy ma. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, rất nhiều người đã kể lại rằng họ có thể nhìn thấy ma, và những câu chuyện của họ kể lại thì rất ly kỳ, khiến cho chúng ta không khỏi tò mò, vì bản thân chúng ta không thể có khả năng đặc biệt như vậy. Tuy nhiên, ngoài con người ra thì trong thế giới động vật lại có một số loài có khả năng đặc biệt như vậy. Và hơn hết, người ta còn tin rằng chúng còn có thể giúp cho con người xua đuổi tà ma xấu xa. Vậy thì đó là những loài động vật nào khả năng nhìn thấy ma, xua đuổi tà ma của chúng đặc biệt ra sao? Các bạn hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn cho mình con vật mà cảm thấy ấn tượng nhất. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Vị trí thứ nhất đó chính là bò. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với một loài vật mà bị con người suốt ngày đem ra so sánh với những người kém thông minh, nhưng nó lại sở hữu một năng lực của một bậc thầy tâm linh. Các bạn thân mến, bò là một loài gia súc được nuôi phổ biến trong các gia đình làm nghề nông. Chúng là một loại động vật hiền lành, làm việc chăm chỉ, và trong văn hóa của Trung Hoa truyền thống thì bò mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Đặc biệt, bò có khả năng nhìn thấy các hồn ma, quỷ sứ và có thể nhìn thấy cái chết của chính mình. Đó là lý do mà vì sao trước khi bò bị người ta giết thịt vài ngày thì chúng thường chảy nước mắt, như thể hiện nỗi đau đớn cho phận đời bèo bạc của chính mình. Và nhiều người còn cho rằng nếu sử dụng nước mắt của bò thì mọi người có thể nhìn thấy được các linh hồn. Không biết điều này có đúng hay không, nhưng nghe đã thấy rất ghê. Vị trí thứ hai là loài chó. Ngoài công việc vào ban ngày là bảo vệ ngôi nhà của bạn, thì ban đêm loài chó lại đóng vai thành thầy trừ ma, giúp mọi người được ngủ ngon giấc. Mọi người đều biết, con người lựa chọn loài chó như một vật thân thiết để đồng hành. Nó không chỉ giúp đỡ cho con người trong nhiều phương diện, mà nó còn giúp bảo vệ bạn chống lại những linh hồn xấu xa. Chắc hẳn các bạn cũng từng nghe đến việc chó sủa 3 tiếng ngắt quãng liên tục trong đêm là để báo rằng chúng đã nhìn thấy hay cảm nhận được thứ gì đó mà bạn không thể thấy được bằng mắt thường. Và thứ con người không thể thấy chỉ có thể là ma. Vì vậy, khi những chú chó bỗng nhiên sủa loạn lên mà trước mặt của chúng mọi người chả nhìn thấy gì, thì rất có thể là những oan hồn quỷ sứ đang có ý định vào nhà bạn và quấy rối. Tuy nhiên thì chó là loài vật trung thành, thường bảo vệ chủ nhân. Sau đó chúng sẽ bảo vệ gia đình bạn hết mực, xua đuổi những hồn ma đó đi xa. Nên nếu như cảm thấy có vấn đề gì, hãy nuôi ngay một con chó đen lớn, vì chúng có thể giúp xua đuổi những linh hồn mang oan khí lớn về. Vị trí thứ ba là con mèo. Chắc hẳn những người nào là fan hâm mộ của chú Nguyễn Ngọc Ngạn thì không thể quên được câu chuyện Đêm Không Trăng, kể về đôi mắt thần kỳ của loài mèo. Được biết, ngoài khả năng ăn tàn, phá hoại và phố tích sự, thì mèo cũng là một loại động vật có được trực giác vô cùng đặc biệt. Chúng không chỉ có thể nhìn thấy những linh hồn mà còn thật sự phân biệt được đó là hồn ma tốt hay xấu. Điều này cũng không thể biết chắc vì mình chẳng bao giờ nhìn thấy ma, nên nếu có thể thì chắc cũng là đứng tim. Mọi người thường đồn rằng nếu như mèo đen bất ngờ nhảy qua một thi hài đang khâm liệm trong nhà thì xác chết sẽ sống lại, từ từ ngồi dậy và trở thành quỷ nhập tràng. Không biết sự thật sẽ như thế nào. Vị trí thứ tư là cá chép coi. Mặc dù chỉ sống dưới nước và được con người nuôi làm cảnh, nhưng những con cá chép coi lại mang cho mình dòng máu của nhà trời. Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, người ta tin rằng cá chép coi là sinh vật đã vượt qua cửa ải Vũ Long Môn. Do vậy, chúng sở hữu máu của loài rồng thiêng, mà khi nhắc đến rồi thì mọi người biết là không phải dạng vừa. Nhưng chú cá chép coi cũng sở hữu năng lực rất mạnh mẽ đối với các linh hồn. Nếu như một bệnh nhân lại gần những chú cá chép này, chúng có thể chạy đi, chứ không giống như khi tiếp xúc với những người khỏe mạnh. Việc này giống như chúng đang cảm thấy sự yếu đuối và âm khí nặng nề trong cơ thể của những người mắc bệnh. Thậm chí những con cá chép coi cũng có thể đuổi ma. Ngay cả khi những linh hồn mang oan khí lớn, nếu gặp chúng thì đều phải chạy trốn trước sức mạnh tâm linh kinh khủng của loài vật này. Loài cá này mang cho mình linh lực cực lớn, nên chúng có thể sống được ở những nơi được cho là nhiều âm khí nhất. Tuy nhiên, nếu như trong nhà mà có những con cá chép coi còn không thể sống nổi,
thì mọi người cần phải xem xét vấn đề này, coi lại phong thủy, vì rất có thể âm khí tại đó quá mạnh khiến chúng không thể sống nổi được. Và đừng rời mắt khỏi màn hình, con vật có khả năng nhìn thấy ma tiếp theo sẽ khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vị trí thứ 5 là loài thỏ. Chắc hẳn đa phần mọi người đều nghĩ thỏ là một loại động vật nhút nhát, chẳng có gì đặc biệt. Ấy thế mà chúng lại vô cùng hữu dụng như một chiếc máy phát hiện hồn ma. Thỏ là một loài động vật có giác quan thứ 6, đôi khi chúng hay nhảy lùi lại, dù chẳng có ai hay có cái gì xung quanh, hay tỏ ra sợ hãi mà không có lý do gì, giống như chó, mèo. Nhiều người cho rằng thỏ là loài động vật nhạy cảm với thế giới tâm linh, có khả năng cảm nhận được ma quỷ. Thậm chí nhiều người nuôi thỏ còn tin rằng chúng có thể cảm nhận hay đoán trước được bệnh tật xảy đến. Thế nên mới thấy loài thỏ chẳng khác gì bác sĩ hoa súng. Nhưng theo nghiên cứu khoa học thì điều này hoàn toàn đúng mà không hề điêu toa. Nhiều loại động vật có khả năng cảm nhận được những thay đổi với cơ thể và cảm xúc với con người, biết được có điều gì đó không ổn với chúng ta. Thứ 6 là ngựa. Trong các bộ phim cổ trang vào những thời chiến, ngựa là một loài vật không thể thiếu vì xông pha trận mạc cùng quân đội và cũng là một phương tiện giao thông không thể thiếu của người xưa. Và một điều bất ngờ, chúng có khả năng tâm linh. Theo các cuộc khảo sát trên 2.000 người sở hữu ngựa, nhiều chủ nhân của những con vật bốn chân to lớn này nói về hiện tượng ngựa tránh xa một vài địa điểm nhất định hay hành xử kỳ lạ, tỏ ra khó chịu, thậm chí bỏ chạy. Thường thì những địa điểm ấy khá đặc biệt, thậm chí là có người mất. Vị trí thứ 7, chim bồ câu. Không vô dụng như vẻ bề ngoài, nhưng chú chim bồ câu luôn sở hữu cho mình khả năng cảm nhận tâm linh giống hệt những loài cá chép coi. Chính xác hơn là nó có thể cảm nhận được những năng lượng xấu. Sự nhạy cảm của chim bồ câu đối với từ trường mạnh hơn nhiều so với hầu hết các loài động vật khác. Sự nhạy cảm của chim bồ câu đối với từ trường mạnh hơn nhiều so với hầu hết các loài động vật khác. Những oan hồn thì thường mang theo năng lượng âm tính. Vì vậy, những chú chim bồ câu cảm nhận được thì chúng sẽ rất sợ hãi, bay loạn xạ cả lên. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 7 loài động vật kỳ lạ có khả năng nhìn thấy ma. Mọi người hãy để lại comment phía dưới về con vật mà mình tin tưởng và ấn tượng nhất. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.